12. Trưởng quan Kimura, bản người của ông lập tức giải tán. Trưởng quan Kimura, tôi đang điều tra mà. Đây là mệnh lệnh. Các anh em, nghe khẩu lệnh của tôi, rút lui. Đội trưởng Kimura, ông chủ Dương, tôi chỉ hỏi anh một câu. Đông Phương Yến, tối qua cô ta ở đâu? Tối qua cô ấy, trưởng quan Kimura, Đông Phương cô đương hôm qua ở phòng tôi, hai chúng tôi nói chuyện nhà. Đúng đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi. Cảm ơn. Cáo từ. Ông lập việc đi. Theo em qua đây. Em nói anh giờ được lắm. Anh bày mưu nghị kế à? Trong lòng có ý rồi hả? Giờ là đảng Cộng sản quan võ hội, ngày mai cả người Nhật cũng nhắm vào chúng ta rồi. Bình thường những người này chúng ta không dám đụng vào, giờ đều nắm hết cả rồi. Anh cũng bị ép hết cách mà, tình thế ép buộc thôi. Em thấy anh là đang cam tâm tình nguyện thì có, không muốn để Dương Gia Lâu tiếp tục mở cửa nữa, sao có thể chứ? Vậy được. Đồng Phương Yến đó, bảo cô ta đi ngay đi. Anh do dự gì chứ? Tiểu lộ anh thấy. Anh kêu cô ta đi ngay đi, nhanh lên. Bảo cô ta đi đi. Tôi ăn nói với Điện Hạ thế nào đây? Chuyện này không thể để ngài ấy biết được. Matsushima, tôi đã kêu cậu đừng hút rồi. Cho cậu hút. Hút kìa. Hút kìa. Tôi không nên để cậu đi một mình. Tôi không nên để cậu đi một mình. Tôi không nên để cậu đi một mình. Dương đại ca, Yến tử cô nương, cô vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Dương đại ca, vết thương của anh sao rồi? Không có gì. Dương đại ca, xin lỗi. Lúc trước là tôi chưa làm rõ tình hình, tôi còn cho rằng anh là người xấu. Không có. Thực ra tôi cũng luôn nghi ngờ thân phận của cô. Mọi người hòa nhau rồi. Dương đại ca, anh thật sự vất vả rồi. Bản thân kinh doanh đủ lâu lớn thế này, còn phải chịu nhục chịu khổ khi hầu hạ những kẻ Nhật đó. Thực ra anh vẫn là trường cột của quan võ hội. Tôi thật sự bái phục anh. Thực ra tôi rót nước cho anh. Thực ra tôi thấy cô. Tôi biết. Dương đại ca, anh cũng như đại dương gia, tôi cảm thấy tôi không thích hợp làm công việc hiện tại của tôi, đúng không? Phải. Tôi luôn không hiểu chút gì về võ nghệ. Tôi vừa trẻ tuổi lại không kinh nghiệm. So với ông già nhà chúng tôi thật sự kém xa. Nhưng mà nếu tổ chức đảng đã phái tôi tới, thì cho dù có liều mạng tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Với lại, ông già nhà tôi ở trên trời nhìn thấy, tôi nhất định phải thực hiện tâm nguyện của ông ấy. Anh hiểu không? Đổi cách nói, các anh là súng, tôi chính là điểm cắn súng. Nếu các anh là đao, thì tôi chính là cán đao. Đương nhiên, tôi biết kháng Nhật không phải hôm nay đánh mấy tên Nhật, ngày mai diệt mấy tên Hán, dễ dàng như vậy. Kẻ địch chúng ta phải đối phó có thể nhiều hơn, lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Nếu chiến thắng chúng, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng. Nhưng đại ca, chỉ có tín ngưỡng của chủ nghĩa cộng sản mới có thể khiến nhân dân xoắn thành một sợi dây thần, mới có thể đi chiến thắng kẻ địch. Đây chính là mục đích của tôi tới Võ Nghĩa. Người của đảng cộng sản chúng ta là người có tín ngưỡng. Con người nếu có tín ngưỡng, trước mắt sẽ có luồng sáng. Một người nếu như không có tín ngưỡng thì có khác gì xác sống biết đi chứ. Tôi tin cuối cùng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ hiểu mọi việc của tôi và đảng của tôi làm là vì điều gì. Lão đệ, nhớ kỹ, không đuổi bọn Nhật đi, chúng ta sẽ hết đường ra. Trung Quốc không còn đường ra. Đồng chí Dương Hữu Tín, chúng ta làm quen lại đi. Chào cô. Thật vô dụng, chỉ là đang kiếm cớ thôi. Bà chủ, không hay rồi. Được được, chuyện gì bình tĩnh nói. Đám người quan giáo hội đưa thập tam muội về rồi, nói chúng ta che giấu, cứ muốn dưỡng thương ở chỗ của chúng ta. Dương huynh đệ, vết thương của đại đương gia rất nghiêm trọng. Chúng tôi tính toán thì thấy đại đương gia vẫn nên ở chỗ cậu dưỡng thương thì tiện hơn. Đại đương gia rất coi trọng cậu, tôi nghĩ tiền đồ của cậu ở quan giao hội sẽ rộng mở. Chú Long, chú yên tâm, đại đương gia ở Dương gia lâu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy chúng tôi đi trước, vài ngày nữa chúng tôi sẽ liên hệ. Lục tử, chú Long đi bên này. Ông chủ, đây chính là đại đương gia đó. Tuy bị thương nặng nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang, nghe danh không bằng gặp mặt. La Thành, cậu đi làm việc đi. Đi đi. Anh được thật đó. Em kêu anh đuổi Đông Phương Yến đó đi, anh lại xin đồng chí với cô ta. Giờ thì hay rồi, người đứng đầu quan võ hội cũng tới tiệm nhà chúng ta rồi. Cô tới thay lão Miêu, cô định làm thế nào? Tôi định tập hợp tất cả đồng chí quan võ hội lại, định kỳ dạy bọn họ tuyên truyền tư tưởng và đường lối của đảng ta. Như vậy họ sẽ nhận thức được tình thế hiện giờ, cũng sẽ có lợi cho các bạn chủ trang. Tôi nói đúng không? Vậy chữ to họ còn không biết lấy một chữ, cô dạy thế nào? Dạng sự khởi đầu nan mà. Thứ nhất, đây là chuyện của một bên tình nguyện. Thứ hai, quan võ hội chúng tôi và đảng cộng sản các cô chỉ là quan hệ hợp tác, chúng tôi không nghe lệnh của cô. Thứ ba, tôi và sư phụ cô lão Miêu hợp tác lâu như vậy cũng chưa có sắp xếp như vậy. Cô nghĩ cô giỏi hơn sư phụ cô sao? Không phải. Đại đương gia, nghe tôi đi. Về đi, còn dạy. Nếu thực sự có thể cán bút có thể làm đao súng, vậy thì bọn Nhật đã bị các cô giết chết từ lâu rồi, được chứ? Yến tử, cô ra ngoài đi.
Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe. Đại đương gia, vết thương của cô rất sâu, cần phẫu thuật ngay. Nhưng bây giờ bên ngoài kiểm tra nghiêm ngặt, không sao mời đại phu tới được, cho nên chỉ có thể chống đỡ thêm chút nữa. Dương Hữu Tính, đừng gặp mặt trước. Tôi cầm súng chỉ vào anh. Lần này anh lại thành đường chủ chủ yếu của đảng chúng ta. Anh và tôi đúng là có duyên. Thực sự là hại tôi. Hại tôi không nhẹ. Tuy tôi bị bọn giật truy nã khắp nơi, trốn khắp nơi, nhưng gần đây chuyện anh làm, chú Long đều nói cho tôi hết cả. Cô nói ít thôi. Tình hình hiện giờ của cô cần tịnh dưỡng. Sức khỏe của tôi tự có tính toán. Lần này vết thương đúng là không nhẹ. Dương Hữu Tính, tôi có một chuyện muốn nhờ anh. Mong anh nhất định phải đồng ý với tôi. Sao chuyện vẫn còn chưa xong chứ? Mời đại đương gia nói. Tôi mong anh có thể tiếp nhận làm nhị đương gia của quan võ hội. Từ đây về sau, ngoài tôi ra, tất cả anh em của quan võ hội đều nghe sai khiến của một mình anh. Anh trí dũng song toàn lại cơ trí là ứng duyên duy nhất cho nhị đương gia. Như vậy thì nhỡ tôi có chuyện gì, quan võ hội cũng không tới mức rắn mất đầu. Nếu anh dẫn dắt mọi người tiếp tục đánh bọn Nhật, đuổi bọn Nhật ra khỏi võ nghĩa, để một đầu bếp nấu ăn như mình đi đánh đầu bọn Nhật, đây không phải là việc khó làm sao? Không được, tôi thực sự không có bản lĩnh này. Tôi đang muốn nói với đại đương gia, đường chủ Thanh Long đường này của tôi, thực ra giờ anh không cần phải trả lời tôi dội. Anh cần thời gian suy nghĩ, tôi hiểu. Nhưng bọn Nhật không có thời gian cho anh suy nghĩ. Sao cô không nghĩ xem Dương Gia Long của tôi sau này phải làm sao? Tất cả người làm phải làm sao? Chuyện này phải tính kế lâu dài. Dương Hữu Tính, Dương Gia Long này của anh dựng lên sắp được 6 năm rồi chị. Anh còn nhớ Dương Gia Lâu này được dựng lên thế nào không? Không giấu đại đương gia, lúc tôi vừa tới võ nghĩa, vì kiếm miếng cơm, ngày nào cũng lăn lộn với đám cô hồn lưu manh. Sau đó tôi gặp được một quý nhân, là cô ấy âm thầm bỏ tiền ra cho tôi dựng lên Dương Gia Lâu này, khiến tôi phấn chấn phát triển món ăn Dương gia. Chỉ đáng tiếc quý nhân này trước giờ tôi chưa từng gặp mặt. Cô ấy coi như có ơn tái tạo tôi. Cũng không biết đời này có cơ hội báo đáp người ta hay không. Lúc đó, trong đêm giao thừa tuyết lớn, anh say ngã trong một rãnh nước thối, được đại quản gia của quý nhân của anh cứu. Ở sau bếp ăn có một bát mì nước, coi như là tỉnh táo lại. Trùng hợp đêm đó, trong phủ của quý nhân đó đang có yến tiệc đại khách. Anh vì báo đáp ân cứu mạng mà ở sau bếp làm ba món ăn chiết giang, chính là ba món nổi tiếng của Dương Gia Lâu anh hôm nay: thịt đông pha, cá giấm Tây Hồ, canh chua nhúc Tây Hồ. Đại đương gia cô chính là quý nhân của anh, ăn ba món ăn đó mà nhận định anh là một đầu bếp kỳ tài. Không những tâm nhìn anh cứ vậy mà tự sa ngã,
Vậy là tự ý làm chủ. Dựng Dương gia lâu này ở đây cho anh. Anh tới cửa cảm ơn, lại phát hiện người ta đi và trống rồi. Quý nhân của anh đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng anh không biết là lúc đó cô ấy đã gánh trên vai trọng trách của quan võ hội, trở thành đại đương gia tân nhiệm. Đại đương gia, chuyện này ngoài tôi, không có ai khác biết. Hóa ra cô... Ân nhân ở trên, Dương Hữu Tính tôi có mắt không trồng, xin nhận một lại của tôi. Đứng dậy. Dương Hữu Tính, lúc đó tôi vì chỉ ra đường này cho anh là cho rằng như thế là thích hợp nhất. Ai cũng có tài của mình, đây luôn là tông chỉ lớn nhất của quan giáo hội chúng ta. Giờ tôi muốn để anh làm vị đương gia của quan võ hội, cũng là việc cho rằng như vậy là thích hợp nhất. Quốc nạn lâm đầu, tôi biết anh ở bên ngoài luôn khéo, không đắc tội với ai, không gây chuyện với ai, giống như kẻ đầu đường xóa chợ. Nhưng trong xương cốt của anh vẫn có sự nhiệt huyết, hưng vong của quốc gia, ai cũng có trách nhiệm. Tôi đưa ra yêu cầu này, mong anh có thể thận trọng suy xét. Anh, mọi người đều không tin anh, nhưng em tin anh. Em nhất định sẽ tìm được hung thủ giết hại anh. Giờ em đã có cách rồi. Chuyện này tuyệt đối có liên quan tới Đông Phương Yến. Em sẽ theo dõi cô ta thật chặt. Em sẽ tìm ra hung thủ thực sự thay anh. Hy vọng linh hồn anh trên trời có thể phù hộ cho em. Đội trưởng, đây là những kẻ tình nghi trong vụ án Matsushima bị giết. Chúng tôi đang thẩm vấn. Được, nhớ kỹ, có tin tức phải lập tức báo cho tôi biết đầu tiên. Rõ. Ông có nhìn thấy một người đàn ông với tóc không? Trưởng quan, vị đại gia đó đi về bên đó rồi.
Thủ Dương. Vết thương của cô ấy rất nặng, không phải tôi không chữa được, mà là Võ Nghĩa vốn không có điều kiện. Phải lập tức đưa ra khỏi Võ Nghĩa, tới huyện thành lớn xung quanh tìm bác sĩ phẫu thuật ngay, nếu không sẽ khó giữ được mạng cô ấy. Cảm ơn. Giờ thì hay rồi, cậu phải đưa cô ấy ra khỏi thành nữa. Cô ấy là tội phạm truy nã hàng đầu của thái tử của Bác Xu đó. Giờ phải làm sao? Dù mất đầu cũng phải bảo vệ mạng của cô ấy. Chuyện này đừng nói nhiều nữa. Hệ có manh mối vụ án này, tới bộ phòng dự đề báo sẽ có trọng thưởng. Cái này bán sao? Một gian tiền một con. Ý cô là chỗ phát hiện khối ngọc này chính là chỗ Matsusuma chết? Đúng. Tôi lệnh thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm ở khu vực đó. Hiện trường phát hiện vết máu và dấu vết đánh nhau, kết hợp manh mối của hồi chùa lại, có thể xác định hung thủ chính là mưu sát anh của tôi, rồi mang thi thể chuyển tới quầy thuốc lá, âm mưu che đậy sự thật. Xem ra là ra tay ở hội chùa rồi. Đúng. Chuyện này nhất định có liên quan tới Đông Phương Yến. Nếu thực sự như vậy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Một sĩ quan Nhật Bản vì chuyện này mà chết. Nếu thái tử của Bác Xu điện hạ điều tra ra là chúng ta che giấu manh mối Đông Phương Yến này mới gây họa lớn, cô và tôi đều không thoát khỏi liên quan. Đội trưởng, tiếp theo phải làm sao? Đừng sốt ruột. Dù cô bắt tay vào từ miếng ngọc cổ này đi, nhanh chóng tra ra lai lịch của nó. Chỉ cần tra ra sự thật, chúng ta sẽ không bị động nữa. Rõ. Để đã. Theo dõi chặt Đông Phương Yến, không được dừng lại một giây nào, không thể để cô ta có cơ hội trốn thoát. Còn nữa, chuyện này nhất định phải bảo mật. Rõ. Lục tự đã thăm dò rồi, bọn giật giờ đang phong tỏa thành, dọc phố còn tăng cường các đội tuần tra. Đại đương gia, cô lại bị thương, theo tình hình trước mắt, đưa cô ra khỏi thành thực sự rất khó. Đại đương gia, mời ngồi. Hữu Tín, thư mời của hộ phủ huyện Tấn Vân sẽ nhanh chóng được đưa tới. Chuyện này có liên quan gì tới việc cô ra khỏi thành? Đại quản gia Tống Tranh do hộ phủ huyện Tấn Vân, lúc trước là thành viên của quan giáo hội, sau đó vì chiến loạn mà chuyển tới Tấn Vân. Trên danh nghĩa anh ta là đại quản gia của hộ phủ, thực ra vẫn đang tiến hành hoạt động kháng Nhật. Hộ phủ của anh ta và tổng đường của quan giáo hội cũng đã huấn luyện bộ câu đưa thư qua lại để truyền tin tức. 3 ngày sau là đại thọ 70 tuổi của lão gia hồ phủ. Anh ấy sẽ toàn quyền giao việc mừng thọ cho Dương gia lâu của các anh làm. Đại đương gia, ý cô là Dương gia lâu dùng danh nghĩa làm tiệc mừng thọ để tới Tấn Dân rồi đưa cô ra khỏi thành, đúng không? Lúc đó em vẫn chưa tới Võ Nghĩa. Những chuyện này anh cũng chưa từng nói với em. Thập Tam Muội chính là ân nhân từng cứu mạng anh, mở Dương gia lâu với anh hả? Cho nên dù không có những chuyện lộn xộn này, anh cũng phải cứu mạng cô ấy. Nếu anh bỏ mặc cô ấy không lo thì còn là con người sao? Được, Hữu Tín. Anh làm ầm ĩ với đám người quan gia hội đảng cộng sản đó, chuyện này em không nhắc. Nhưng cô ấy từng cứu mạng anh, tình nghĩa này em phải giúp anh trả.
Đây mới là bạch lộ. Anh bớt đi. Nhưng em vẫn không muốn Đông Phương Yến cứ ở lại trong tiệm chúng ta. Điện hạ, điều tra Kimura vẫn chưa có tiến triển. Tôi vẫn phái người đi tới quầy thuốc lá, vẫn không có tin tức gì. Hiện trường không nhìn thấy dấu vết đánh nhau. Chuyện Matsushima bị giết, ông tiếp tục bí mật điều tra. Trọng điểm phải điều tra trước khi Matsushima bị hại đã làm gì, gặp qua ai. Còn nữa, ngày xảy ra chuyện, Dương Hữu Tính đang làm gì? Điện hạ, ông chủ Dương không liên quan tới chuyện này. Ngày hội chùa đó, ông chủ Dương đang ở cùng tôi. Tôi nghi ngờ không phải là chuyện này. Khoảng thời gian gần đây, Kimura và Dương Hữu Tính qua lại thân thiết. Chuyện này có hơi kỳ lạ. Tôi có một cảm giác Kimura đang âm mưu bí mật chuyện gì đó. Điện hạ, ngài nghĩ nhiều rồi. Trưởng quan, đây là Cộng Hòa Điền, chất lượng không tệ, không phải hàng tiệm chúng tôi bán. Tiệm đồ cổ Võ Nghĩa, tính thêm tiệm này của nhà anh, tôi đã đi 7 tiệm rồi. Ý anh là miếng ngọc bội này không phải hàng của Võ Nghĩa. Trưởng quan, theo cách nhìn của tôi, nhìn từ chất lượng, miếng ngọc bội này nó giống như là hàng của tiệm ngọc Tiết Thị ở trong quyện, giá cả không nhỏ. Tiệm ngọc Tiết Thị, phải. Mọi người theo tôi ở Dương Gia Lâu cũng không phải là một ngày hai ngày. Có thể có một số người cũng biết một số chuyện gần đây của tôi, chỉ là không mở miệng nhắc tới. Hôm nay tôi sẽ thẳng thắn nói với mọi người. Dương Hữu Tính tôi giờ gia nhập vào Quan Võ Hội. Tôi muốn cùng họ đi phối hợp với bọn Nhật. Mọi người đồng ý cũng được, phản đối cũng được. Tôi chỉ không muốn giấu mọi người, để tránh tương lai xảy ra chuyện gì khiến mọi người bị dính quả vào thân. Chúng tôi nói rõ, tôi và ông chủ luôn không xem mọi người là người ngoài. Những năm nay đối xử với mọi người cũng không tệ, giờ nói ra lời này, ai muốn đi thì mỗi người, tôi sẽ thanh toán 3 tháng tiền công cho người đó. Nhưng rời khỏi Dương Gia Lâu rồi, muốn nhớ là nhớ cái tốt của ông chủ. Ngoài ra, phải đảm bảo bí mật. Muốn ở lại thì cùng làm với chúng tôi. Ông chủ, chúng tôi đã đợi câu này của anh lâu rồi. Ai không muốn đánh Nhật chứ? Mấy hôm nay anh chỉ làm những chuyện anh hùng đây, mọi người chúng tôi đều biết. Trước bái phục, ông chủ, bà chủ, chúng tôi làm với anh chị. Đúng, chúng tôi làm với anh chị. Ông chủ, thấy tự cô Mitsu tới rồi. Mọi người nên làm việc của mình đi. Tiểu Lộ, ra sau bếp nhóm lửa, làm ba món chiêu đãi. Đúng rồi, mang thịt lợn rừng, hôm qua ra hầm canh. La Thành, đi xem đại đương gia. Rõ. Ông chủ Dương, mất ăn món canh thịt lợn xăm này của anh lâu rồi. Không ngờ lần này anh lại làm ra mùi vị mới. Quả nhiên là đại sự. Điện hạ, đương quy này có thể lợi huyết bổ máu, còn có thể thuận tràng thanh lọc, còn cả đảng xăm bên trong, có thể ích khí sinh tân. Phải ăn nhiều một chút. Thuộc hạ Matsushima của Kimura bị hại, chuyện này anh biết chứ? Còn không sao,
Ngài xem chuyện này sôi sục khắp quyền thành Võ Nghĩa, khiến chuyện làm ăn của Dương Gia Lâu tôi cũng rất lạnh lẽo. Nhưng tình báo của tôi nói Matsushima còn sống, luôn hoạt động xung quanh Dương Gia Lâu, đang điều tra gì đó. Chuyện này anh biết chứ? Ngài Matsushima cũng thường tới tiệm. Ngài ấy thăm dò gì thì tôi thực sự không biết. Ngài nói Dương Gia Lâu tôi cũng không có gì để tra. Dương Gia Lâu là thuộc hạ của Kim Mura. Kim Mura có chuyện gì muốn giấu tôi? Hoặc ông chủ Dương có chuyện gì muốn tôi không biết? Giờ nói ra đi. Sau này nếu chuyện bại lộ thì anh sẽ mất đi người bạn là tôi đó. Điện hạ, ngài xem ngài nói kìa. Chúng tôi chỉ mở tiệm nhỏ, trong ngoài vài người nhìn cũng nhìn hết rồi, có chuyện gì có thể giấu được ngài chứ? Tiểu lộ nói không sai, Dương Gia Lâu không có bất cứ chuyện gì có thể giấu ngài. Nếu thực sự có chuyện gì, ngài cứ tiếp nhận niêm phong tiệm của tôi là được rồi. Ông chủ Dương, anh cứ xem tôi nói đùa đi, đừng coi là thật. Điện hạ, ngài với Sato tiên sinh cứ ăn trước đi, tôi đi dục món ăn. Được, ngài ăn nhiều canh chút. Lúc đó quan võ hội chúng tôi giống như tục nghĩa đường của Lương Sơn vậy. Mọi người uống rượu, ăn thịt, đánh bọn Nhật, đừng hỏi sảng khoái tới giường nào. Nhưng cảnh đẹp không dài lâu, thái tử Komatsu bắt đầu trấn áp đẫm máu. Đại dân gia, cô yên tâm, Đa Thành tôi thì không so được với Lưu Tuấn Nghĩa, nhưng so với Tần Minh Lý Quy vẫn được mà. Nếu cô nhận tôi, tuyệt đối sẽ không sỉ nhục thanh danh của quan giáo hội. Cậu có thể vào được hay không, Dương Đường Chủ mới nói được. Cậu tìm anh ta nói chuyện đi. Chuyện này không phải là đại đương gia nói một câu là được sao? Thái tử Komatsu tới Dương Gia Lâu ăn cơm rồi, có phải muốn tôi đi giết hắn, cô mới nhận tôi chứ? Thái tử Komatsu tới Dương Gia Lâu, đại đương gia, quay lại, thả tôi ra, đừng kích động. Cô làm như vậy là đi chịu chết đó, có biết không? Cô buông tôi ra, quay lại đi. Đại đương gia, cô thả tôi ra, đừng kích động. Tôi biết cô có gì hữu lầm với tôi, nhưng tôi cũng biết dù sao tôi nói gì cô cũng không nghe. Nhưng giờ cô nhất định phải bình tĩnh lại. Cô nghĩ xem, nếu cô hành động theo cảm tính, cả Dương Gia Lâu dù ban giáo hội thì sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng là đại đương gia, cô không thể làm như vậy. Cô đừng nói những thứ này với tôi. Chỉ có hắn chết, Võ Nghĩa mới có đường ra. Tôi phải giết hắn, thập tam muội. Cô nghe tôi nói. Lão Miêu từng nói với tôi, ông ấy nói quan giáo hội các cô cũng giống như đảng chúng tôi, lòng nhân dân nối liền với lòng anh em. Cô nghĩ xem, nếu cô kích động, bao nhiêu anh em phải chết cùng với cô. Còn nữa, quan giáo hội mà cô khổ công gầy dựng sẽ bị sụp đổ trong phút chốc, cô nỡ sao? Nếu lão Miêu còn, ông ấy sẽ không đồng ý với cô làm như vậy. Thập tam muội, cô làm như vậy là lấy bản thân và quan giáo hội ra đánh cược. Lẽ nào cô thực sự muốn chút tiền vốn này của bản thân cô để liều hết sao? Thập tam muội, quan giáo hội có thể chống đỡ được tới giờ không dễ dàng. Chúng ta không thể cứ vậy mà nhìn nó hy sinh vô ích, không có ý nghĩa được. Lan Thành, đi thôi, đại đương gia. Đi. Đi thôi. Vừa nãy nguy hiểm thật, xích chút nữa nhớ lại cũng thấy sợ. Trách ai? Hữu Tính. Giờ thập tam muội là bị thương nặng, hơn nữa lửa giận công tâm, cô ấy đã mất đi khả năng phán đoán lý tính rồi. Thương thế hiện giờ của cô ấy không thể kéo dài nữa, chúng ta phải nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài. Ông chủ, tiệc mừng của Hồ Phụ Tấn tới rồi. La Thành, có chuyện giờ cần cậu làm. Cậu lập tức ra khỏi thành, tới Tấn Dương một chuyến, thăm dò lai lịch của Tống Thanh Hồ Phủ này. Tuy nói trước đây anh ta là người của quan võ hội, nhưng ngày tháng lâu rồi, có gì thay đổi chúng ta vốn không biết được. Đừng đầu hàng bọn Nhật từ lâu. Tới lúc đó người của chúng ta tới, thật sự đưa dê vào miệng cọp rồi. Có lý. Thật sự phải thăm dò lai lịch trước, an toàn cho chắc. Sao tôi không nghĩ tới chứ? Ông chủ, anh yên tâm,
Tiêu La Thành tôi trong vạn quân sẽ giành được thuộc cấp tướng đầu dễ như trở bàn tay. Tranh sát tình hình địch, đi thêm thăm dò, càng không cần nói. Bỏ chết trên thống thời thiên chẳng qua chỉ vậy thôi. Tôi đi đây. Anh chờ tin của tôi đi. Anh đắc ý rồi đúng chứ? Trong lòng không biết vui tới mức nào. Chỉ đầu đánh đó, họ đều nghe anh. Anh đúng là trời sinh làm nên chuyện này, làm đầu bếp. Ấm ức cho anh quá rồi. Chị Bạch Lộ. Chị Bạch Lộ, từ khi chúng ta chứng tỏ thân phận xong, vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau. Em nghĩ có phải chị có hiểu lầm gì với em không? Hiểu lầm? Tôi dám sao? Đông Phương cô nương, thường nghe nói đảng cộng sản các cô chủ nghĩa này tính điều nọ. Quay đầu tôi nói sai câu nào, đắc tội với cô, một khẩu súng đã đủ chết tôi rồi. Chị Bình Lộ, em biết chị muốn em rời khỏi Dương Gia Lâu đúng không? Cây to đón gió mà, chuyện này em có thể hiểu được. Với lại, người của đảng cộng sản các em sẽ không gây thêm phiền phức cho quần chúng. Cho nên chị yên tâm, tối nay em sẽ đi. Trước khi đi, có những lời muốn nói với chị. Lúc trước, em giả vờ thích Dương đại ca, giả vờ ghen tuông với chị, là vì em cho rằng anh chị là Hán Giang sẽ hại em. Tình thế phức tạp, vẫn mong chị Bạch Lộ lượng thứ. Điều muốn nói thật, cảm ơn chị trong thời gian này đã chăm sóc cho em. Cô đợi đã. Yến tử cô nương, một cô gái như cô đi đâu? Tôi nói cô biết, nếu cô đi ra ngoài, quay đầu khi Kimura tới Dương Gia Lâu chúng tôi đòi người, tôi nên giải thích thế nào? Tôi ở đây cầu xin cô yên yên ổn ổn ở lại, đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa. Còn nữa, tôi cũng muốn trịnh trọng nói với cô một chuyện. Dương Bạch Lộ tôi cũng không phải là người sợ chuyện. Cậu suy nghĩ cho kỹ. Lúc đó trước khi phát hiện xác Matsushima, trong tiệm của cậu còn xảy ra chuyện gì nữa? Ví dụ như có người nào tới, tôi biết gì? Tôi đã nói hết rồi. Tái quân, tôi thực sự không liên quan gì tới chuyện này. Tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu nghĩ kỹ lại cho tôi. Đừng, thánh quân ta mạng. Nhớ nhớ ra rồi, hôm đó ông chủ Dương của Dương Gia Lâu, anh ta có đi qua chỗ tôi. Ông chủ Dương, đúng. Cậu ta làm gì? Mua thuốc phiện. Anh ta nói trong tiệm nhà họ có một món tên là gà nha phiến. Thuốc phiện là nguyên liệu quan trọng. Cậu ta đi mua một mình sao? Còn có cả bà chủ nữa. 20 cân. Ông chủ Dương, anh không biết chỗ tôi bán theo lạng sao? Bán theo lạng hả? Anh xem, thật sự ngại quá. Lúc trước tôi chưa từng tiếp xúc, khiến anh chê cười rồi. Xem anh kìa, cũng không hỏi thăm cho rõ. Không sao. Vậy hai vị biết giá cả của nhà viếng không? Thực sự không biết. Không sao, ông chủ Trương, chúng ta đều là người làm ăn. Nếu anh có thể rẻ một chút, vậy thì cảm kích không thôi. Tôi bán cho người ngoài 1 lạng, 2 đồng đại dương. 2 đồng đại dương, 1 lạng. Là 1 cân hay là 1 lạng? Đừng nhầm đó. Hai vị thật đúng là không hiểu gì cả à. Thứ này mắc vậy sao?
Không mắc như vậy, vậy ai sẽ tán gia bại sản chứ? Vì thứ này thực sự không thể dễ dàng đụng vào. Ông chủ Trương, anh xem thế này được không? Anh làm ăn ra giá nó khác, chúng tôi cũng trả giá. Chúng ta mỗi người chừa một bước đi. Hay thế này đi, 5 đồng đại dương 1 cân, chúng tôi lấy 2 cân.